Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lại nha các bạn. Hiện nay mình nói về tìm số thập phân tương ứng với 1 phần 5 mũ 4. Thì 1 phần 5 mũ 4 chính là bằng 1 phần 5 nhân 1 phần 5 nhân 1 phần 5 nhân 1 phần 5 mấy lần ạ? Tất cả 4 lần. Được chưa ạ? Và các bạn biết rằng để chuyển qua số thập phân thì các bạn chuyển những cái thằng này nè, những cái phân số này nè về phân số thập phân. Phân số thập phân trước. Thì phân số thập phân thứ nhất nó phải là phân số là có tử ở trên, mẫu ở dưới. Thứ hai đó là mẫu của nó phải là những số sau đây: 10, 100, 1000, vân vân và vân vân. Ok chứ ạ? Vậy ta thấy rằng 5 nhân mấy để bằng 10 ạ? Nhân 2, vậy ta nhân 2 ở tử và nhân 2 ở mẫu. Được chưa ạ? Nhân 2 ở tử và nhân 2 ở mẫu. Tương tự những thằng kia cũng vậy. Được chưa ạ? Rồi, vậy bằng đây sẽ ra là 2 phần 10. Đây cũng ra 2 phần 10. 2 phần 10. 2 phần 10. Sau đó các bạn lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 là 4 số 2 nhân lại ra bao nhiêu ạ? 10, 16 phần. Đây 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 là 1 thêm 4 số 0. Được chưa? Rồi, bắt đầu. Thì đây đã quay trở về phân số thập phân. Được chưa? Phân số thập phân thì cách làm như sau. Các bạn viết lại tử 16, điểm ở mẫu bao nhiêu số 0 ạ? 4 số 0 thì điểm là 1, 2, 3, 4, 0. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.